Tôi vẫn thường xuyên hàng ngày để mà theo dõi các kênh tin tức xem có cái thông tin gì mới không. Nhưng như các bạn biết đấy, dạo này trên các kênh tin tức vẫn luôn là chủ đề căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Cũng chẳng có tin gì mới ngoài cái sự kiện mà muốn thông báo với anh em là tôi chuẩn bị đi học một khóa góp. Chẳng là thấy dạo này có nhiều người đánh góp mà lại đổi đời quá. Các bạn biết đấy, tôi làm Youtube cũng được hơn một năm rồi, thu nhập khá là phèn. Thế nên là cũng mong muốn đi tập góp để hy vọng tương lai cũng sở hữu một chiếc G63 cho bằng bạn bằng bè. Được rồi, tương lai thì vẫn chưa biết bà chị kết nghĩa của tôi là ai Nhưng mà bây giờ vẫn phải kiếm cái gì bỏ vào mồm đã Nên ngày ngày chúng ta sẽ vẫn được theo dõi những video từ kênh Kiến thức chuyên sâu Chủ đề hôm nay của chúng ta thì đúng như tiêu đề mà tôi đã viết Đó là Mỹ và NATO thành hai bại cung tại bù tìn đây là một bài phân tích của một học giả người phương Tây, ông Nguyên là cựu bộ trưởng bộ quốc phòng Đức Thomas de Maizière. Vì vậy, tôi nghĩ là những kiến thức của ông về địa chính trị hay quân sự nó thật sự rất đáng để chúng ta lưu ý. Quả thật sau khi đọc bài viết này Tôi không biết các bạn có công nhận với tôi hay không Putin không phải chỉ là một cái tên Putin chính là một hệ tư tưởng Putin không cần hiểu thế giới này Mà thế giới này cần phải hiểu Putin Để có được an ninh Thì cần phải đòi hỏi có những sự đánh đổi đau đớn Mà các chính phủ phương Tây Có thể chưa sẵn sàng thực hiện khi Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đề nghị chúng tôi làm đồng chủ trì cho một nhóm cao cấp với nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị nhằm củng cố liên minh phương Tây vào năm 2020, NATO có lẽ lúc đó đã chia rẽ hơn bao giờ hết. Ngay cả trong câu hỏi về cách đối phó với Nga, như chúng tôi đã viết trong một báo cáo gần đây, Nga vẫn là mối đe dọa quân sự lớn nhất của châu Âu, liên tục đối đầu với NATO, dẫn tới nguy cơ tạo ra tình huống sự đã rồi hoặc tạo ra một áp lực kéo dài gây tê liệt trong tình huống khủng hoảng cuộc tấn công của tổng thống nga vladimir putin vào ukraine đã làm dấy lên lo ngại về bạo lực khiến nato phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất kể từ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh nhưng cuộc xâm lược cũng đã mang lại cho liên minh sự thống nhất và mục đích chung lớn hơn những gì đã từng xuất hiện trong hàng thập niên qua sau nhiều năm tự mãn các đồng minh trong hiệp ước đang tăng cường chi tiêu quốc phòng gửi vũ khí tới ukraine gấp rút tiếp viện cho sườn phía đông của nato và cuối cùng cũng nghĩ đến việc đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của họ sự thống nhất mới của NATO xuất hiện là nhờ sương máu và sự hy sinh của người dân Ukraine. Những người mà hành động bảo vệ đất nước của họ không chỉ gây được sự đồng cảm mà còn đưa ra những bằng chứng hữu hình rằng trên thực tế Putin có thể bị ngăn chặn. Nhưng nỗi sợ hãi cũng bắt đầu xuất hiện cho nền an ninh của châu Âu. Như Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói trong một bài phát biểu trước Hạ viện vào tuần trước, chúng ta đặt ra mục tiêu chi tiêu quốc phòng cao hơn không chỉ vì chúng ta đã hứa với bạn bè của mình mà còn vì an ninh của chính chúng ta và để bảo vệ tự do của chúng ta sợ hãi có thể là một động lực lành mạnh nó tập trung sự chú ý của xã hội vào điều quan trọng nhất và giúp hình thành sự đồng thuận xung quanh các mục tiêu thay thế cho những bận tâm của thời bình tuy nhiên ảnh hưởng của nó cũng có thể chỉ là thoáng qua ngày nay những nguy cơ trông như thế sẽ đến gần và có thể nhanh chóng biến mất hoặc là tệ hơn có thể được biện minh và loại bỏ một khi hàm ý của chúng trở nên rõ ràng mối đe dọa lớn nhất đối với sự thống nhất mới của phương tây bên cạnh xe tăng hay thậm chí là vũ khí hạt nhân của nga là sự không sẵn sàng dấn thân và hy sinh thực sự vì lợi ích an ninh điều đáng lo là sau khi tận mắt chứng kiến sự nguy hiểm và cả xấu xa của putin các nhà lãnh đạo của công chúng phương tây những người vừa tỉnh lại từ cú sốc ban đầu đang làm những việc né tránh tốn kém và thật sự vô bổ trong khi việc họ cần phải làm là đứng lên và chống lại putin ngăn cản ông ta tái diễn chuyện này trong tương lai việc dùng chính sách xoa dịu về bản chất là sự quay trở lại của các chính sách đã từng được nhiều thủ đô phương tây theo đuổi trong hơn hai thập niên qua cần được dùng mạnh mẽ hơn Ví dụ lớn nhất là năng lượng. Để ngừng cung cấp tài chính cho Putin và các cuộc chiến của ông ta, sớm muộn gì phương Tây cũng phải từ bỏ việc mua dầu và khí đốt từ Nga, và điều đó cũng sẽ gây tổn hại rất nhiều tổn hại. Châu Âu mua khoảng 3 triệu thùng dầu thô của Nga mỗi ngày, con số ở Mỹ là 700.000. Việc đảo ngược thói quen sẽ không chỉ thể hiện qua những cơn đau đầu ở trạm xăng mà còn là lạm phát cao hơn và có thể dẫn đến suy thoái vào thời điểm các nền kinh tế Mỹ và châu Âu chỉ mới bắt đầu phục hồi sau đại dịch tất cả những điều này cũng sẽ đặt ra chi phí chính trị cho các chính phủ và xã hội phương tây những người đang tăng mức tiêu thụ các nguồn cung năng lượng từ nga như một giải pháp tạm thời để hướng tới một mục tiêu trung hòa carbon trong trường hợp của đức năng lượng từ nga đã giúp nước này chuyển đổi khỏi năng lượng hạt nhân và Berlin đã kỳ vọng sử dụng nguồn cung lớn hơn nữa để loại bỏ dần than đá, đạt mục tiêu phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2045. Trong trường hợp của Mỹ, thị trường toàn cầu dồi dào dầu mỏ và khí đốt đã giúp bù đắp cho việc nước này cắt giảm sản lượng. Theo tuyên bố của chính quyền Biden, để trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về cắt giảm khí thải, trong cả hai trường hợp, ưu tiên mục tiêu an ninh hơn mục tiêu khí hậu có thể gây nguy hiểm cho sự ủng hộ đối với đảng cầm quyền. Một lĩnh vực khác đòi hỏi sự hy sinh là chi tiêu quân sự. Ví dụ, đáng chú ý nhất, ngân sách quốc phòng hàng năm của Đức sẽ sớm tăng hơn 50% từ khoảng 49 tỷ đô la lên tới 76 tỷ đô la. Berlin cũng đã thành lập một quỹ giá trị 113 tỷ đô la để tăng cường mua vũ khí. Italia, Ba Lan, Hà Lan, Romania và rất nhiều quốc gia trong liên minh châu Âu cũng đã công bố tăng chi tiêu quốc phòng những khoản chi này là tin tức đáng hoan nghênh sau nhiều năm ngân sách quốc phòng bị thu hẹp tuy nhiên tài trợ cho quốc phòng sẽ dẫn đến nhiều nợ hơn thuế cao hơn hoặc cắt giảm các chương trình hỗ trợ mà người dân châu âu đã quen thuộc sau nhiều thập niên hòa bình điều đó cũng có nghĩa là sẽ có nhiều thanh niên châu âu phải đi nghĩa vụ quân sự và phục vụ ở các vị trí tuyến đầu tại sườn phía đông của nato trong một hoàn cảnh rất khác so với thế hệ cha mẹ của họ tất cả những điều này thì điểm mấu chốt là cái giá thực sự của việc đối phó với mối đe dọa từ nga vẫn còn đang chờ ở phía trước để trả được cái giá đó sẽ đòi hỏi sự thay đổi đáng kể mô hình chi tiêu hiện tại và sự chuyển hướng nguồn lực khỏi các mục tiêu chính trị thường được ưu tiên cho dù đó là chi tiêu xã hội trợ cấp công nghiệp hay mục tiêu khí hậu nhân danh an ninh tập thể nói tóm lại sự đánh đổi đau đớn là cần thiết và mỗi khi lựa chọn khó khăn xuất hiện ở các nền dân chủ sẽ có rất nhiều điều không ngờ có thể xảy ra cũng có thể việc mỹ và châu âu tẩy chay năng lượng nga sẽ gây ra nhiều khổ sở đến nỗi người tiêu dùng và các công ty nổi dậy dù những hình ảnh về các đợt tấn công của nga nhắm vào ukraine có đáng sợ đến đâu thì ảnh hưởng của chúng lên ý thức cộng đồng vẫn có thể nhanh chóng bị suy giảm trong bối cảnh suy thoái kinh tế và bị mất việc làm không có giải pháp nào là hoàn hảo cho cả hai kịch bản các nền dân chủ thường hay thay đổi và có thể đi từ thái cực này sang thái cực khác với một tốc độ đáng kinh ngạc Điều giúp cho nền dân chủ tiếp tục giữ được hướng đi là quyết định của các nhà lãnh đạo chính trị đối phó với nỗi sợ hãi bằng cách tạo ra đồng thuận xã hội ủng hộ sự hy sinh. Về mặt này, những sự hy sinh tại Ukraine mang ý nghĩa gấp đôi bởi vì chúng không chỉ ngăn cản xe tăng Nga mà còn nhắc nhở người dân chúng ta ở phương Tây rằng phía trước sẽ còn những hy sinh lớn hơn rất nhiều nếu chúng ta không ngăn chặn cuộc xâm lược khi còn có thể khi đó hy sinh vì an ninh không phải là một hành động vị tha mà chính là vì lợi ích của chúng ta một cuộc suy thoái kinh tế có khủng khiếp đến đâu với tỷ lệ thất nghiệp nhiều đến mức nào thì nó vẫn ít đau đớn hơn chiến tranh chỉ một phương tây có khả năng quân sự mạnh mẽ gắn kết về chính trị và không dễ bị ảnh hưởng bởi trò tống tiền năng lượng mới có thể tiếp tục tận hưởng thành quả của hòa bình và tự do điều này đã từng đúng trong quá khứ chỉ là nhiều người trong chúng ta đã không chuẩn bị kỹ càng khi lầm tưởng rằng mình có thể đối đầu với putin mà không phải trả giá đắt cuộc chiến ở Ukraine thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh. Nhưng nếu Putin quả thực đã đánh thức phương Tây thì giờ đây đến lượt phương Tây phải giữ cho mình tỉnh táo. Đã xong, chúng ta đi đến phần kết bài. Sau khi đọc rất kỹ bài phân tích của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức này, tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ phương Tây. Quả thật chẳng hoa khi nói rằng thành hay bại cũng tại Putin. Họ đã quá an nhàn và khi xảy ra chiến tranh thì họ lo cho lợi ích của chính bản thân mình hơn là việc lo cho lợi ích của nước khác. Nhưng tôi đánh giá cao sự hợp nhất của Mỹ, NATO và khối liên minh châu Âu vì những sự việc có thể xảy ra trong tương lai không chỉ với Nga mà có thể là Trung Quốc sau này tiến tới Đài Loan. Nếu sự hợp nhất này trong tương lai được thực hiện tốt thì Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ rất có lợi trong việc bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa bởi Mỹ, NATO và liên minh châu Âu chắc chắn sẽ không muốn Trung Quốc trở thành một Nga thứ hai. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về video này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye anh em.